Xin chào tất cả các bạn, lại là mình đây các bạn ơi. Ngày hôm nay mình làm clip này để thông báo cho tất cả các bạn một thông tin mà nếu như các bạn không để ý thì các bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội nhận free trang phục toàn server nha. Sự kiện free trang phục toàn server thì chúng ta sẽ nhận những bộ trang phục nào, mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn để các bạn có thể dễ dàng tham gia. Đầu tiên các bạn nhớ đăng nhập vào game giúp mình, sau đó các bạn ấn vào mục sự kiện nha. Ấn vào mục sự kiện thì nằm ngay ở phần đầu. Thì các bạn có thể quan sát qua, chúng ta đang có sự kiện Ngọc mừng năm mới. Thời gian diễn ra sự kiện là từ 11 giờ ngày 17 tháng 2 cho đến 23 giờ 59 phút ngày 5 tháng 3. Đó, sẽ có khá nhiều thời gian để các bạn có thể tham gia sự kiện. Sự kiện này thì Ngọc mừng năm mới, chi tiết ra sao bây giờ mình sẽ ấn tham gia ngay. Ở đây thì các bạn có thể đọc qua về thể lệ. Sự kiện đây, hoàn thành nhiệm vụ để nhận huy hiệu. Sử dụng huy hiệu để nguyện ước ra các phần quà có trong sự kiện. Để mà nhận được trang phục miễn phí thì chúng ta sẽ cần phải làm cách nào? Trang phục ở đâu? Đầu tiên các bạn có thể nhìn thấy chúng ta sẽ có thể nhận được 200 ruby, 200 vàng, rồi 200 mảnh ngọc. Rồi chúng ta sẽ nhận được dương emoi, rồi dương tướng 3 ngày chọn 1, rồi dương trang phục 3 ngày chọn 1, rồi đến là dương trang phục 7 ngày ngẫu nhiên. Đây toàn là những kiểu dương trang phục kiểu sử thử, thì giống kiểu thẻ thử đấy các bạn ạ. Còn ngoài ra thì chúng ta sẽ các bạn ấn vào nút dấu cộng giúp mình này. Đây là đổi vật phẩm này. Thì các bạn có thể chọn điệu nhảy cơ bản Florentino rồi các kiểu. Nhưng mà vấn đề chính là mình không hướng dẫn các bạn nhận những thứ như thế này. Vấn đề chính là mình sẽ hướng dẫn các bạn nhận trang phục. Thì các bạn có thể nhìn thấy dấu cộng to nhất ở đây, thì các bạn ấn vào dấu cộng giúp mình nha. Ở dấu cộng này thì chúng ta sẽ chọn một trong hai, đó chính là giấy vét bùa huyền bí 15 giấy hoặc là dương trang phục chọn một đây này, dương trang phục chọn một đây này. Và ở dương này thì các bạn sẽ chọn một trong các trang phục sau: Ma Lốc Samurai Tử Sĩ, Arthur Đặc Cảnh Băng Lôi, Alistair Thiếu Niên Hắc Ám, Zena là hoạt náo viên, Phoenix độc đặc đội đặc nhiệm nha. Thánh kiếm tâm đầy chính nghĩa. We shall disrupt the wheel of fate together. Everyone has their own battle to fight. I'm crazy, like a fox. Mời đẹp. Mời đẹp. Đây là những bộ trang phục các bạn sẽ được nhận free toàn server, chọn một trong những bộ trang phục này. Thì bây giờ cách để có thể nhận lên thì trước tiên các bạn ấn vào dấu tích giúp mình này, sau đó các bạn ok. Đấy thì nó sẽ nằm luôn ở đây. Nó sẽ nằm luôn ở đây nha mọi người nha. Và hiện tại thì để mà sở hữu được cái bộ trang phục này thì chúng ta sẽ cần phải dùng ước nguyện. Và cách nhận free ở đây là gì? Cách nhận free thì mỗi ngày các bạn đăng nhập vào game các bạn sẽ cần phải làm nhiệm vụ nha. Đăng nhập là các bạn sẽ nhận được, đó chính là được 6 nguyện ước, huy hiệu nguyện ước này, huy hiệu ngọc ước. Còn các bạn thắng trận 5v5 là các bạn sẽ nhận được, đó chính là 2 huy hiệu ngọc ước. Rồi các bạn chơi 5v5 thì các bạn sẽ nhận được 3 huy hiệu ngọc ước. Mỗi ngày là các bạn đăng nhập vào game các bạn làm nhiệm vụ thì các bạn sẽ sở hữu được cái huy hiệu ngọc ước này nha. Nhận này. Ok, hiện tại thì mình cũng đã làm xong nhiệm vụ rồi thì mình nhận thôi. Sau khi mình nhận xong như thế này, xong hết rồi thì đến ngày hôm sau tiếp tục mình vào game đăng nhập rồi mình chơi một trận 5v5 và giành chiến thắng thì mình sẽ lại hoàn thành được những cái nhiệm vụ như thế này, sau đó mình lại nhận. Sau khi nhận xong thì mình tích, hiện tại là mình tích được 11 rồi nhá, mình đang có 11 thế này. Ước nguyện thì chúng ta sẽ sử dụng 10 ước nguyện thì để xem vui lòng chọn quà độc đắc. Chọn quà độc đắc thì mình sẽ chọn chọn quà độc đắc đây, chọn hai cái nhảy cơ bản đây. Ok. Nào. Đó, ui mảnh ngọc các bạn ơi. Mình là mình đen là mình ra mảnh ngọc. Nếu như mình hên thì mình sẽ ra được dương trang phục chọn một. Đó, thì mỗi ngày các bạn tham gia giúp mình nha. Mỗi ngày các bạn tham gia là các bạn sẽ có một lượt ước nguyện. Tại vì các bạn tham gia sự kiện, các bạn đăng nhập rồi các bạn chơi game, các bạn sẽ nhận được huy hiệu ngọc ước nhé. Sau khi các bạn đã tích đủ huy hiệu ngọc ước rồi, các bạn ấn ước nguyện thì các bạn sẽ tiêu tốn, đó chính là 10 huy hiệu ngọc ước cho một lần ước nguyện. Như vừa xong thì mình cũng đã test cho mọi người rồi, đó chính là mình ra được mảnh ngọc.
Còn ngày mai, ngày hôm sau nữa chẳng hạn, thì mình sẽ tham gia sự kiện này, sau đó mình sẽ làm nhiệm vụ mỗi ngày. Sau khi làm nhiệm vụ mình tích xong, sau đó mình sẽ tham gia. Nếu như mà hên thì mình sẽ vào được luôn cái này. Còn không thì mình sẽ chinh phục từng cái này. Mình sẽ chinh phục từng cái này một này. Đó, mình sẽ chinh phục hết những cái này, sau đó là mình sẽ chinh phục được đến cái này. Nói chung là cái này thì các bạn tham gia, các bạn sẽ chắc chắn nhận được trang phục hoàn toàn miễn phí nha. Oh my god. Wow. Thế nên đây là một cái cơ hội mà các bạn không nên bỏ lỡ. Mình thì mình làm clip thông báo cho tất cả các bạn để các bạn vào game, các bạn tham gia sự kiện. Sự kiện rất dễ thôi. Chỉ cần đăng nhập vào game, chơi một trận 5v5 và giành chiến thắng là các bạn có thể làm được nhiệm vụ rồi. Rất đơn giản, không tốn quá nhiều thời gian của các bạn đâu. Ok, và ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm đó chính là sự kiện Free Skin. Hiện tại thì Free Skin này thì các bạn có thể tham gia nha, để có thể nhận được bộ trang phục Dexter, Lữ Khách Cao Nguyên. Đó, mỗi ngày đăng nhập là các bạn sẽ đến ngày thứ 10 là các bạn sẽ nhận được cái bộ trang phục Dexter hoàn toàn miễn phí. Ok, clip của mình đến đây kết thúc rồi. Chủ yếu là mình muốn thông báo cho tất cả các bạn đó là một cái sự kiện rất là thú vị. Đó chính là sự kiện Ngọc Mừng Năm Mới để nhận được trang phục như là Ma Lúc Samurai Tử Sĩ, cũng là một bộ trang phục rất là xịn sò, Arthur Đặc Cảnh Băng Lôi này. Đó, cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Đừng quên nhớ cho mình xin một nút like và một nút đăng ký kênh để có thể ủng hộ kênh YouTube của mình. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì bye bye mọi người, bye bye. À quên mất, hiện tại thì mình có lập thêm một kênh YouTube nữa, đó chính là kênh Gà Cơ Thủ Family, để tránh tình trạng kênh YouTube chính của mình, đó chính là kênh Gà Cơ Thủ Channel của mình bị cấm đăng video hoặc là bị xóa vĩnh viễn, bởi vì hiện tại kênh YouTube Gà Cơ Thủ Channel đang gặp vấn đề là vi phạm chính sách của YouTube. Thế nên là mình cũng không biết được rằng là ngày hôm nay đăng được clip, ngày hôm sau có đăng được clip hay không. Thế nên là mình sẽ duy trì việc đăng clip ở trên hai kênh Gà Cơ Thủ Channel và Gà Cơ Thủ Family nhé. Mọi người ấn vào YouTube và gõ từ khóa Gà Cơ Thủ Family giúp mình. Đó, các bạn gõ từ khóa tìm kiếm kênh Gà Cơ Thủ Family, sau đó mọi người ấn vào và ấn đăng ký kênh giúp mình nha. Ấn đăng ký kênh và sau đó mọi người bật chuông thông báo này. Đấy thì để có thể là nhận được những cái thông báo khi mà mình ra clip. Ở đây thì mình sẽ mỗi ngày mình sẽ ra một clip nha mọi người. Đó sẽ rất là nhiều clip thú vị. Hy vọng rằng các bạn sẽ ủng hộ mình. Đây có cả vlog đây này, các bạn chưa xem vlog thì các bạn có thể ấn vào tìm kiếm Gà Cơ Thủ Family ủng hộ mình với nha. Bởi vì là mình cũng đã tâm sự với các bạn rồi, kênh chính của mình hiện tại thì cũng đã bị dính gậy cộng đồng, và cũng không biết được rằng nếu như YouTube mà có quét lại các clip cũ ngày trước ấy thì sợ là mình sẽ bị cấm đăng 2 tuần, các bạn chúng ta sẽ bị lạc mất nhau, chúng ta sẽ không thể nào, các bạn không xem được clip của mình, các bạn lại không biết mình thì mình vẫn ra đều clip thôi, kể cả trên Gà Cơ Thủ Family này. Nếu như kênh kia có bị cấm hay là có bị xóa đi chăng nữa thì mình vẫn sẽ làm được clip trên kênh Gà Cơ Thủ Family nhá. Vậy nên hy vọng rằng các bạn sẽ ủng hộ mình bằng cách cho mình xin một lượt đăng ký kênh và cho mình một nút chuông thông báo. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì lần này thì bye bye mọi người thật này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.